Biệt chân chấm út tống đào bằng ấy cần hát tế tiểu con tháo này bếp tổng chấm bài tống chấm khả lệnh mai tốt lống mai bệnh ồn. Tòa này bếp hát tế tiểu khu con tháo xong mai dệt tế chấu chiên biên chân vẫn chế túc. Chấm có nồng tống bằng bếp giang chiên tòa chi mái chay bếp hát bệnh ồn liều. Này bếp bài tống chấm giang đi tổng xếp vẫn chấm bằng bếp hát mai bằng hát lụ tống. Phóng sự gần nay tốt chấu chấm đắc cờ lây chấm xanh còn tụt. Đây là khu tái định cư Út Tống tái định cư dân Út Tống thôn Trung Năng dân tệ buôn thị trấn Đắc Cờ Lây huyện Đắc Cờ Lây xanh con tôm Tống tái định cư nay tốt bánh quần quế lộ chợ phố miệng dân Út Tống chỗ rau bàn phát xuông bồ cô có Bùi Văn Thơm bếp chợ dân tế phố miệng dân tốt bánh tống dầm nay chậm hắn ý chính là nghề chẹp chết con tầm biểu chấu quân nấm bỏ dân vào gan biểu phát này thì tổng chết thông việc béo khi lên đây em xây nhà thì em giữ cái chỗ lên. Ok, chị tại rất chồn, cháu buồn, nên tông chế đáy ngoà, tay nhảy chồn biểu khô, hát lại buồn bánh, kêu bếp buồn đi, châm lại bỏ tông xếp biếu. Biểu béo tài. Đây là khu dân cư nằm trong dự án. Nói với Út Tống, biển trên chấm Út Tống dự án, buôn tống dâm giang, buôn lành biển trên hết chỗ đào bằng, tống trên bộn khớ trong khiển đắc ở lây. Tao thích lành biển trên chấu chấm sàng tống, tống trên máy tước chấm on. Thời điểm này vẫn chưa thực sự an tâm tại khu tái định cư mới như thế này. Tổng châm tống tái điện cơ nái tống châm đốt vùng châm út tỏ thơm dịp béo tổng châm mai hát tí tiểu chết trộn băng ta bếch tói kéo tỏ y phê can út khí tước chính quyền buôn chật lô đào kéo nghề chập triệu liều vết chấu giảng béo tiểu viện hết mấy cảnh tốt lào về nòng béo nay chế anh trộn băng cháu buôn béo để chế dễ cao dệt quần cao tẩy kháng này nếu tổng chế kháng chỗ thờ để cháu buồn mà dễ dệt khăn chấm út beo hàng nay. Rồi nay can út chấm dạy khá mẹ các này, nếp béo để tổng chế tăng cao dễ liệu, ta dếp này bế khăn tăng cao dầm đốt bụng càng đại chiếc vào tổng bệ nay. Sẽ thoát khỏi tình trạng thiên khố nằm bách quý dạng tống dâm thì tổng bách thoát khỏi khăn tổng vòng yếm đào bằng tờ sẽ ánh biển nay vậy chết dâm hát lụ tống tình trạng sụt lún sạt lở chẳng khác gì nơi ở cũ bao giờ máy hiu khá chặn biển dần chết bay ổn nhau liều chớ nhận.